Chào các anh em đang xem miền Tây Sula. Nay là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 6 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng ha. 25 tháng 6 2022. Đúng rồi. Thì trước mắt anh em là hai cái JD 300 loại 1 nha. Loại 1 triệu 450 bộ để gửi cho anh Bảo ở tổ 12, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang. Thì anh Bảo là khách hàng cũ anh em. Anh Bảo trước đây mua hàng bên mình cũng mấy lần rồi đó. Lần này anh quay lại ảnh làm tiếp. Nhưng mà lần này ảnh bạo hơn, là anh lấy cái đèn lớn luôn nha anh em. Cái đèn JD300W ha. Loại 1 nha mọi người, loại 1. Thì mình cứ nhắc tới nhắc lui hoài mà nhiều khi anh em coi không hết video rồi anh em không có hiểu về cái vấn đề mà đèn. Thì mình nhắc lại là đèn năng lượng anh em mua, anh em đừng có quan tâm vào cái watt, mà anh em quan tâm vào cấu hình, cũng như vào chất lượng, cũng như là cái hãng gì đang 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 bán cái đèn đó. Hãng Zindian hay là Tiki ở gì? Gì Titi gì đó. Rồi hay là cái hãng gì đó, có nhiều hãng đèn lắm anh em. Đó, thậm chí điện quang rồi nó cũng có nữa. Rồi anh em mua thì đừng có coi vào cái watt này. Watt này chỉ là cái tên gọi thôi. Ha, giống như 8310 lời này là tên gọi thôi. Quan trọng là cái đèn nó cấu hình như thế nào, có xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra hay không đó. Chứ nhiều, tại vì lúc mình trao đổi Zalo mình biết là nhiều anh em còn rất là mơ hồ về cái watt ha. Thì nhắc lại là đơn này mình gửi cho anh Bảo ở khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang. Thì đèn tụi mình để lum la luôn anh em, chưa gói xong ha, tùm lum luôn đó, đang để tùm lum chưa có gói kịp nha. Thì với 1.450.000 chúng ta có gì anh em? Tấm pin 55W, bộ pin lưu trữ 40 mAh, 696 con SMD 5730, cái kính trong suốt của Zindian ha, chá sâu Zindian, nhôm nguyên khối Zindian nha anh em. Đây ngoài sau có chữ JD nè, nhôm nguyên khối nha. Mình sửa tấm pin lại rớt này, để lên cái ghế tại không có chỗ để anh em, để tạm dưới đây ha, để tạm dưới đây đó. Thì ở ngoài sau mặt này là nhôm nguyên khối nha. Mình dở cái đèn kia không được, giờ dở cái đèn này. Đây đây, sơn tĩnh điện rất là đẹp nha anh em, có chữ JD luôn nha. Đấy, thì hàng này với 1.450.000 thì mình cộng cấu hình lại coi ok không mọi người. Cộng lại nè, tấm pin này 55W này là 600.000. Anh em mua thị trường nha, thực tế nha. Ở đây mình không có phải nâng giá bậy bạ, mà tấm pin 55W là 600.000. Anh em mua thị trường hình như nó 700.000 luôn, nhưng mà thôi giờ mình tính nó 600.000 đi. Bộ pin lưu trữ 40 mAh là 400.000, 600 với 400 là 1 triệu. 696 con led này là kể như 700 con, 700 con là 350 nha anh em. 700 con led 5730 là 350. Vậy thì nhiêu rồi? Vậy là 1.350.000 rồi đúng không? Mạch sạc này 50.000 nữa là 1.400.000. Cái tấm kính này anh em mua lẻ ở ngoài á. Cái tấm kính này nè, cái tấm này nè. Cái tấm này nó có đóng mạc luôn nha anh em. Là mua lẻ ở ngoài là 300.000, nhưng mà giờ mình tính 200.000 thôi. Hồi nãy 1.350.000 phải không? 200.000 nữa là 1.550.000. Cái chá này là 70.000. Vậy là kể như là 1.600.000 ha. Một cái khối nhôm này. Cái khối nhôm này là anh em mua lẻ là 300.000 một khối ha. Cái khối này anh em, nguyên khối nè, là 300.000 một khối. Vậy là 1.900.000 rồi. Đó, rồi ray này kia thôi bỏ hết luôn đi. Thì cái đèn này anh em thấy là mình cộng cộng sơ, anh em thấy nó đáng giá 1.900.000. Đó, bởi vậy một số anh em mà mua đồ món về ráp thành cái đèn mặt trời để chơi á, là ta bỏ ý tưởng đi mọi người. Tại vì ta mua đồ món về á, nó còn mắc hơn mà chúng ta mua đèn bộ này nữa anh em. Thì anh em mua đồ món anh em hay mua tấm pin, cái anh em mua cái bảng led này không à, không có mua chá, không mua kính gì hết. Với lại một cục pin 40 mAh với cái mạch sạc, thì cộng lại mấy cái đó cộng lại là nó cũng là 1.450.000 rồi. Mà nó không có ra gì ráo nha anh em, nó không có cái thân hình của đèn, nó không có chá, không có kính, rồi nó không có nhôm này. Nó chỉ có cái mạch led này thôi. Thấy nhiều anh em gắn lắm, mua mạch led này về gắn với pin, với tấm pin đó là cũng là 1.450.000 rồi. Vậy tại sao mình không mua nguyên bộ này anh em? Đó, bởi vậy mấy anh vua chế á, thì chế vừa mất công, vừa xấu mà vừa mắc nữa. Đó, thay vì ta mua nguyên bộ này về, nó có sẵn hết và giá rất rẻ. Nãy mình cộng anh em thấy sơ sơ là 1.900.000 đúng không? Nhưng mà đang bán là 1.450.000 thôi. Phí ship khoảng cái đèn, hai cái đèn này phí ship chắc khoảng 150.000 nha. Hai cái đèn này phí ship khoảng 150.000, cả hai cái luôn nha. Đó, còn một cái thì phí ship khoảng 75.000 đó. Còn mua lẻ từng cái thì phí ship mắc hơn. Đó, anh em mua càng nhiều đèn thì phí ship nó rẻ lại ha. Đó, số lượng nhiều.
Bây giờ mình sẽ đo ha, phục vụ nhu cầu của một số anh em á. Anh em cần đo thì lúc này video mình cũng hay đo đặng đặng phục vụ nhu cầu của anh em ha. Anh em yêu cầu sao thì mình làm vậy thôi. Đó, mình đo cho anh em thấy về độ dài độ lớn ha. Đầu tiên là đo tấm pin. Tấm pin dài là 7 tấc 2 nha. 7 tấc 2. Tấm pin ngang là 4 tấc 2 ha. 4 tấc 25 nha. 4 tấc 25. Còn dài là 7 tấc 2. Còn đèn dài của đèn là 4 tấc 2 luôn. Rồi ngang của đèn là 3 tấc 6 nha. 3 tấc 6 65 ha. 3 tấc 65 đó. Thì anh em có thể vẽ đất coi cái đèn này nó lớn cỡ nào nha mọi người. Chứ bình thường mình coi trên video á là mình không biết nó lớn cỡ nào, rồi mình đoán tới đoán lui nhức đầu lắm. Đó, nhiều khi mình quay gần lại thì thấy cái đèn nó bự, quay xa thấy nó nhỏ. Thì mình đọc cái số đo vậy cho anh em biết chính xác về cái độ lớn của đèn nha. Thì mua anh em mà có tiền mua cái bộ đèn này về xài là mình cứ gọi là an tâm nha mọi người, an tâm. Hàng của Zidian loại 1, không có lý do gì đâu để hư anh em. Tấm pin này, bộ pin lưu trữ cũng như là phụ kiện là chỉ có một thứ mà mình coi là nó dễ hư thôi. Một thứ dễ hư, anh em biết là gì không? Biết cái gì, anh em biết cái gì dễ hư không? Là cái mạch sạc á. Ở trong đây nó có mạch sạc trị giá 50.000. Đó. Cái đó là cái dễ hư nhất ở trong một cái đèn năng lượng mặt trời nha anh em. Tại vì mạch sạc đó là mạch điện tử, mà mạch điện tử nó muốn hư giờ nào hư à. Mình cũng không biết chừng nào nó hư nữa. Và hôm bữa giờ mình bán thì đúng là bán đèn Zidan mình bán chắc hơn 1.000 cái rồi đó mọi người. Mình nghĩ là mấy ngàn luôn á. Khi từ khi mình bán tới giờ mấy ngàn cái luôn á. Rất là nhiều rồi đó chứ. Nhưng mà cái mạch sạc này nè là hư là khoảng 3-4 cái gì rồi, 3-4 cái mạch sạc này. Đó. Vậy thì tỷ lệ mình thấy nó cũng thấp chứ đâu cao đúng không? Cũng khó hư lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà trong đèn là cái này dễ hư nhất, còn mấy cái kia không có hư anh em. Mấy cái còn lại không có hư. Cái bảng led này nó mắc song song, mắc không xong thì con led này đứt, mấy con led còn lại nó vẫn còn sáng bình thường, nó đâu có gì đâu, phải không? Mà led đâu phải dễ hư anh em. Tấm pin mặt trời không bao giờ hư. Bộ pin lưu trữ 5-7 năm mới có xuống sức, chứ còn mà mới như vậy thì không có đâu. Đó, còn cái khói nhôm này làm sao hư được, phải không? Tấm kính này làm sao hư được, cái chá này làm sao hư được. Đó, và đèn này đâu có vô nước đâu còn hư. Đó, bởi vậy mình xài nó rất là bền nha anh em. Mình có cái đèn 60W mình treo. Mình xài mấy năm nay mình thấy nó vẫn như ngày đầu luôn nha anh em. Mình quay cho anh em thấy nè. Đó, nó đó. Vẫn như cái ngày đầu. Có nghĩa là từ cái lúc mà mình xài tới giờ là mình thấy nó y chang. Không có gì khác, nó không có xuống mà cũng không có mờ, cũng không có bị yếu pin gì, nó vẫn như ngày đầu là anh em hiểu rồi đó. Là xài 3 năm rồi đó nha mọi người, từ 2020 tới 2022. Đó. Thì thôi mình nói ông dông dài dài, bây giờ mình sẽ test ha. Bấm auto hết nè. Đó, bấm on hết nè. Sáng trưng ha. Sáng trưng luôn. Đấy. Đấy. Hiển nhiên nó chỉ sáng khoảng bằng cái bóng 50W của điện 220 thôi nha anh em. Chứ không thể nào sáng như 300W được nha. Đó. Anh em nào đam mê cứ liên hệ Zalo 0766874311. Mình xin chào anh em. Hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo nha. Cái đèn này mình không đem ra ngoài tối mình test, là lý do là tại vì cái đèn nó rất là sáng. Không có gì để đem ra ngoài kia hết anh em. Không có đem ra ngoài trời đâu, tại vì nó sáng lắm. Đó, ok lắm ha. Anh em mua loại 1 thì gọi là an tâm. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Nhớ cho kênh miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha anh em.